Cơ hội đổi đời của những con giáp này trong năm 2022, nếu như mà những con giáp này biết nắm bắt thời cơ và những cơ hội này thì chắc chắn sẽ có cuộc đời sang một trang mới. Với cuộc đời của 12 con giáp sẽ sang một trang mới vượng khí vô cùng nếu như nắm chắc được cơ hội này trong năm Nhâm Dần 2022. Trong cuộc sống thì rất công bằng và cơ hội ban cho tất cả mọi người cũng như nhau. Có thể là cơ hội đó không hiện rõ trước mắt bạn và có thể nó sẽ xuất hiện một cách bất ngờ vào lúc mà bạn không kịp chuẩn bị. Song là bạn có thành công hay không thì đều phụ thuộc vào khả năng nắm bắt được sự bất ngờ đó của bạn. Về trên thực tế thì với những người thành công, không biết rõ nếu chỉ có năng lực thôi thì cũng là chưa đủ, mà họ còn phải biết nắm bắt lấy mỗi một cơ hội trời ban, vì là cơ hội chỉ đến vài lần trong đời mà thôi. Nếu không nắm lấy nó thì nó sẽ đi qua mất, và khi ngoảnh đầu lại sẽ không có gì ngoài sự tiếc nuối và dậm chân tại chỗ. Để muốn có được thành công thì bạn phải tận dụng mọi lợi thế mà mình có. Đừng bao giờ coi khinh bất cứ một điều gì. Mọi thứ xuất hiện đều có lý do và nó có tác dụng riêng của nó. Và các bạn thân mến, thứ nhất là đối với người tuổi Tý trong năm 2022 thì thăng chức và được tăng lương. Khi bước sang năm Nhâm Dần 2022 thì đối với người tuổi Tý cho thấy với tinh thần chiến đấu hăng hái, đương đầu với mọi thách thức mà vận mệnh đã đưa tới. Có thể nói một tham vọng của bản mệnh trong năm 2022 khá lớn. Điều đó nó thôi thúc cho bạn luôn chạy về phía trước và nỗ lực để đạt bằng được điều mình muốn. Ngay cả trong vấn đề tình cảm cũng không ngoại lệ, mà con giáp này không ngần ngại là người chủ động theo đuổi để có thể giành được những hạnh phúc của bản thân mình. Với chính thái độ tích cực đó thì cũng sẽ thúc đẩy vận khí của bạn ngày càng vượng hơn. Theo đó mà bản mệnh ngày càng được trao thêm cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh và khả năng dẫn dắt và lãnh đạo tập thể của chính mình. Đây cũng là một trong những cơ hội, nhưng nó cũng kèm theo không ít những thách thức với người tuổi Tý. Tuy nhiên thì vốn là người thông minh nên Tý chắc chắn sẽ biết cách nắm chắc thời cơ, biến khó khăn thành bàn đạp để cho bản thân tiến lên và một thành quả xứng đáng mà bạn đã nhận được. Thứ hai là đối với người tuổi Sửu, trong năm 2022, Sửu thì tài lộc cực kỳ bùng phát và thăng tiến. Về xem tử vi trong năm 2022 của 12 con giáp thì đối với Sửu gặp rất nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Thuận lợi kéo theo được cải thiện rất nhanh chóng, ngày càng dồi dào. Hơn nữa thì con đường thu nhập của bạn không ngừng tăng lên, đồng thời bạn lại luôn biết cách quản lý chi tiêu nên có thể duy trì tài khí của mình luôn luôn ổn định. Càng những người mệnh lý có tài tinh chiếu mệnh lại càng rất dễ gặt hái một năm vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá cực lớn. Còn các nguồn của cải đều tăng tiến, tạo ra cho Sửu một sự tự tin và vững tâm nhất. Dù vậy, bạn cũng chớ vội vàng ôm đồm quá nhiều những hàng hóa cùng một lúc, hay là nóng vội mở rộng quy mô kinh doanh quá nhanh mà chưa tính toán kỹ càng. Nếu không may rơi vào thời điểm vận khí sa sút thì rất dễ hao hụt về tiền bạc và những khoản vất vả làm ra tiêu tán thì trong nháy mắt. Vậy nên Sửu hãy cứ thận trọng trong mọi trường hợp, và tốt nhất là bạn nên vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng nó còn chắc và nhanh hơn mà lại thiệt hại. Thứ ba đó là người tuổi Dần. Trong năm 2022 thì Dần thêm con tu chí lập nghiệp. Do là năm 2022 là năm tuổi, vì vậy mà Dần phải đối mặt với không ít những hung hiểm trong vận số, khó khăn chồng chất, nhiều sự cố phát sinh bất ngờ. Nhìn chung là cuộc sống nó xuất hiện biến động ở khắp phương diện, chẳng có lúc nào đầu óc Dần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của mình mà không cần trông đợi vào vận may. Nếu có việc vui để sung nghỉ trong năm thì bản mệnh sẽ được giảm thiểu ít nhiều
nhưng hung hiểm có thể vẫn phải đối mặt. Theo đó, với người tuổi này có thể đón tin vui thêm con thêm cháu trong năm Nhâm Dần 2022, gia đình êm ấm thuận hòa, cũng giúp cho bạn có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp mà không có bất cứ điều gì cản chân hay kìm hãm bạn nữa. Về thứ tư là đối với người tuổi Mão. Đối với Mão, trong năm Nhâm Dần 2022 thì vạn sự cát lợi. Về theo tử vi khoa học, với những cơ hội đổi đời sẽ đến với người tuổi Mão chủ yếu là nhờ vào nhân duyên của bạn rất tốt trong năm này. Vì vậy, bạn làm gì cũng suôn sẻ hơn hẳn, vạn sự cát lợi, khó khăn bất chắc đều lùi ra xa. Cũng nhờ vào những việc chú trọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và khách hàng, nên bạn ngày càng hài lòng với công việc hiện tại, sẽ càng thêm hăng say, cống hiến, tạo ra nhiều năng suất lớn hơn. Với những tất cả đều tạo thành một hiệu ứng sâu chuỗi nối liền, thành quả cuối cùng mà bạn nhận được là những vị trí xứng đáng hay mức lương, mức thưởng, mức đãi ngộ đều phù hợp. Hơn nữa, trong năm 2022 thì xung quanh những người tuổi Mão sẽ có rất nhiều quý nhân hơn. Đó sẽ là những người luôn có thể hỗ trợ và giúp đỡ bản mệnh những lúc bạn nguy cấp. Về thứ năm là đối với con giáp người tuổi Thìn. Tuổi Thìn trong năm này có bước chuyển ngoặt rất lớn. Đa phần những người tuổi Thìn đã mang một mệnh quý nhân ngay từ khi sinh ra trong cuộc sống, thì được định trước bằng phẳng, xôn sẻ, tài phú hơn người. Nếu như bản mệnh vẫn đang ngụp lặn tìm kiếm cơ hội đổi đời hay là kém may hơn người khác, đó chẳng qua là bạn vẫn chưa đi đúng đường, cũng chưa nắm bắt được vận may của mình mà thôi. Nhưng trong năm 2022, tuổi này đón những tin vui sung túc và viên mãn về mặt tài chính. Nhờ đó mà bạn có thể thỏa thích mua sắm những món đồ vật dụng mà mình mong ước. Chỉ cần bạn đủ nhạy bén khi thời cơ tốt nó xuất hiện để nhanh chóng vận dụng chuyên môn tài năng của mình, thì kết quả thu được chắc chắn sẽ ngoài sự mong đợi của bạn. Đó là một bước chuyển ngoặt không nhỏ, đưa cuộc sống của bạn lên một đỉnh cao mới khi đã lội ngược dòng một cách thành công ngoạn mục. Về thứ sáu là đối với người tuổi Tỵ, trong năm 2022 thì nhiều chuyện gặp hung hóa cát. Với trong năm Nhâm Dần 2022 thì vận khí của Tỵ khá bấp bênh, có tốt cũng có xấu, trong cát nó tàng hung nên đòi hỏi bản mệnh phải hành sự thận trọng để giảm thiểu tối đa rủi ro và những bất chắc có thể phải đối mặt. Tuy là may mắn không đến với bạn quá nhiều trong năm Nhâm Dần, song nếu như bạn biết tận dụng mỗi một cơ hội mà số phận an bài cho bạn, thì bạn hoàn toàn có thể xoay chuyển lợi thế, lội ngược dòng nhanh chóng. Vốn dĩ là một con giáp thông minh nhanh nhẹn, làm việc gì cũng quyết tâm đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng, nên thường có được những thành công. Chỉ có điều là bạn thường phải chịu ảnh hưởng từ cục diện xu thế chung, nên không ít lần phải chật vật trên con đường chạm tay đến mục tiêu. Và bạn sẽ đã trút bỏ được những khó khăn và muộn phiền trong thời gian qua để cuộc sống của bạn rẽ sang một trang mới. Với người đã và đang muốn khởi nghiệp thì bạn cũng sẽ có một động lực và một tinh thần phấn đấu mạnh mẽ, không sợ thất bại, dám thử sức. Nhờ vậy mà tỷ lệ thành công rất cao trong năm Nhâm Dần 2022 này. Về thứ bảy là đối với người tuổi Ngọ. Ngọ trong năm này thì quan lộ rộng mở, với những cơ hội đổi đời ở trong năm 2022 đối với người tuổi Ngọ sẽ là một năm bạn có khá nhiều cơ hội thuận lợi trong quá trình cầu danh lợi của chính mình. Nhờ vào có nhiều cát tinh hội tụ nên con giáp này đã đón vận trình tài lộc dồi dào. Đây là dấu hiệu rất dễ thấy nhất và cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục trặc vất vả như trước, và lợi nhuận liên tục nó để đổ về túi, nó cũng cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Dù là quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng mà những kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện và thu về những thành quả lớn lao. Không chỉ tài lộc, nhưng đường quan lộ của con giáp này khá lý tưởng trong năm Nhâm Dần 2022 này.
Về bản mệnh có đại cát tinh soi chiếu, mang đến vận quý nhân vượng, được người quyền thế giúp sức, như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa. Và các bạn thân mến, thứ 8 là đối với người tuổi Mùi, trong năm 2022 thì Mùi là đường nhân duyên rất khởi sắc trong năm này, bởi là có cát tinh chủ nhân duyên nó chiếu mệnh. Vì vậy mà năm 2022 sẽ là một năm người tuổi Mùi có nhiều thăng hoa trong chuyện tình cảm. Với người độc thân thì có thể thuận lợi tìm được ý chung nhân, mối quan hệ phát triển rất nhanh chóng. Đôi bên thì không chỉ chung quan điểm sống mà còn tìm thấy ở nhau một sự an tâm và tin tưởng, trở thành những người bạn tâm giao của nhau. Còn những người đã lập gia đình thì cũng có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo và cả sự động viên lớn lao từ bạn đời. Còn đường nhân duyên khởi sắc, nó còn hỗ trợ cho những chú dê trên phương diện hợp tác làm ăn, và bạn có thể tìm được những mối liên kết hợp tác làm ăn rất tốt đẹp trong năm này. Tài khí vượng sẽ thúc đẩy các mối làm ăn, kinh doanh hay đầu tư đều nhanh chóng sinh lời, gặp may mắn, mệnh chủ cũng có số hưởng, được đi tới nơi cao sang, ăn nhiều của ngon vật lạ. Nhưng bạn phải nên nhớ là cái giá phải trả cũng rất đắt, bởi Mùi cần phải hạ quyết tâm cao độ và đừng ngại ngần đánh đổi mọi thứ. Về thứ 9 là đối với người tuổi Thân. Đối với người tuổi Thân, trong năm 2022 thì thành gia lập nghiệp là điều tốt nhất. Về xem tử vi ngày mới cho thấy thì Thân là một trong những người tuổi phạm thái tuế trong năm 2022, mà cổ nhân có câu là thái tuế đương đầu tọa là vô hỷ tất hữu họa, tức là trong năm phạm thái tuế không có chuyện vui thì e rằng tai họa sẽ ập đến. Chính vì thế mà vận khí của Thân trong năm phạm xung thái tuế được dự báo là gặp đủ chuyện bất thuận, xui xẻo bủa vây không được như ý. Tuy nhiên thì điều đó không có nghĩa là trong năm này bản mệnh chỉ toàn những chuyện thất bát, mà ngược lại, bạn hoàn toàn có thể tự cải biên số mệnh bằng cách là xung nghỉ để đẩy số mệnh của mình giảm bớt hung hiểm và gặp nhiều tốt đẹp hơn trong năm mới này. Có một khi với chuyện tình cảm cá nhân đã đi vào ổn định và bản mệnh cũng có thể yên tâm tu chí làm ăn, tự thân lập nghiệp. Với người tuổi này có thể không hề biết rằng cuộc sống hôn nhân gia đình lại có ảnh hưởng tích cực đến vận quan lộ của bạn là như vậy. Sau khi kết hôn thì lúc này may mắn đến gõ cửa nhà Thân, với những nỗ lực của bạn trong công việc cũng được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Theo đó mà thu nhập cũng tăng lên đáng kể và bạn sẽ có chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Về thứ 10 là đối với người tuổi Dậu, trong năm 2022 thì Dậu được cấp trên đánh giá rất cao trong năm Nhâm Dần này. Và theo tử vi của năm 2022 nhận thấy rằng sau năm Nhâm Dần thì vận thế của Dậu sẽ đi lên và ổn định hơn, bởi bạn luôn có nỗ lực thì chắc chắn gặt hái sẽ thành công, mưu sự cũng sẽ thành. Trong công việc làm ăn phát triển ổn định, đón những đổi mới tích cực hơn và các mối quan hệ xã giao chắc chắn cũng sẽ hài hòa hơn. Tuy là vận may không được trao cơ hội thẳng tay bạn, nhưng bạn và những biến cố bình ổn trong năm chính là bàn đạp vững chắc để bạn có thể tự mình tạo ra cơ hội bứt phá hay bùng nổ cho chính bản thân mình. Chỉ cần bạn tập trung cố gắng phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu kết hợp với tham vọng sẵn có thì hoàn toàn có thể thành công xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Về 11 là đối với người tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tuất, trong năm Nhâm Dần này thì có dấu hiệu đào hoa khoe sắc, nhờ vào cục diện tam hợp nó thúc vượng khí, lại có nhiều cát tinh cao chiếu trong năm 2022 nên vận khí của Tuất như được tiếp thêm luồng gió trong trẻo và rực sáng bừng bừng, hầu hết các phương diện đều có nhiều khởi sắc, đón không ít những cơ hội vươn lên. Đặc biệt là đường tình duyên đón rất nhiều tin vui. Còn với những người còn độc thân thì bạn đang được người quen giới thiệu xem mắt với các đối tượng đầy triển vọng. Hãy thử gặp gỡ và tiếp xúc, biết đâu người đó lại hợp với bạn thì một số người cũng có thể
tìm thấy nửa kia của đời mình thông qua những việc hay các buổi tiệc tùng gặp gỡ bạn bè trong năm nay. Với các mối quan hệ, với các cặp vợ chồng cũng rất tích cực, tuy là vẫn tồn tại những trắc trở mâu thuẫn thường ngày, nhưng bạn và người ấy sẽ chắc chắn sẽ vượt qua và cũng nên nghiêng cẩn giữ mình, vì đào hoa quá vượng có thể sẽ sinh ra nhiều cám dỗ và rất dễ dính đào hoa dữ đó. Về 12 là đối với người tuổi Hợi, trong năm 2022 Hợi có dấu hiệu có động lực lớn từ gia đình. Đối với người tuổi Hợi thì gia đình luôn là một nguồn động lực lớn lao của con giáp này. Vậy nên đảm bảo cuộc sống đủ đầy cho những người thân thiết chính là mục tiêu hàng đầu của chính bản mệnh. Và trong năm 2022, sự nghiệp của bạn phát triển thuận lợi, một phần là nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, một phần là nhờ sự cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân bạn. Nên vận khí bấp bênh trong các tàm hung, nó đòi hỏi bạn luôn phải cẩn thận. Chỉ cần bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời không ngại chấp nhận thử thách, thì chắc chắn bạn sẽ lọt vào mắt xanh của cấp trên, và từ đó sẽ có cơ hội được cân nhắc tài chính nhờ thế, cũng đảm bảo và ổn định hơn năm 2021. Túi tiền rủng rỉnh và cho phép bạn có nhiều điều kiện chăm lo cho gia đình mình hơn. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.